Con bạn đi đến và nói có một món quà bất ngờ dành tặng cho cô ấy. Bà cũng hí hửng cầm cái dây kéo ra để xem bên trong đó là cái gì. Sợi dây kéo ra ngày một dài mà chưa thấy quà đâu hết, nhưng ả ta vẫn kiên nhẫn rút sợi dây ra trong sự mong ngóng. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, kết quả nhận được chỉ là đống dây chứ chẳng có gì đáng giá. Vậy là bất ngờ giữ chưa tôi là trò đùa của bạn đấy à?